Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước Phật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện em bé năm chúng tôi trao quà của Thiếm Dậm và Quỳnh Tài em Châu ở Hoa Kỳ có hỗ trợ phát quà ngẫu nhiên một phần 100.000 dầm có nước tương, nước mắm, dầu ăn và bột ngọt và mì giúp cho học sinh nghèo khó khăn ở chuyện sâu. Ngày Dương Hậu cũng thay mặt học sinh nghèo cũng xin ơn gia đình Thiếm Dậm chúc cho Thiếm được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Dương Hậu xin mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện để xem hoạt động của họ. Xin cảm ơn.